Lời cung nữ này nói nhắc nhở mình rồi, dù sao thì giấc mơ của mình ở hiện thực chẳng qua thời gian mấy giây mà thôi, ở một thời gian cũng chẳng sao à. Bây giờ cung nữ vẫn còn, chứng tỏ cái tên hủy diệt đất trời này chưa xuất hiện, nhưng tên đó rốt cuộc là từ đâu ra. Phong hạ ở lại, đồng thời dần dần quen với cuộc sống là một con cá. Lít cái gì, cá đầu mập, chưa gặp qua đẹp trai vậy à. Nhưng ngày tháng làm cá cũng không dễ dàng, ăn thức ăn cá có thể no chết, phơi nắng có thể bị nướng chết, còn bị mèo trong cung bắt ăn nhưng mà cả phong hạ đều bị cung nữ trùng hợp cứu được phong hạ trước giờ chưa từng ở trong nước thời gian dài như vậy qua trong khoảng thời gian này phong hạ đối với kỹ năng thuộc tính nước có sự hiểu biết sâu hơn chớp mắt thời gian 3 tháng lại qua nghe nói tam vương gia tên đó lại lén lút ở sau lưng gây chuyện rồi cũng chỉ hoàng đế bệ hạ chúng ta nhân từ không thôi sớm đem hắn lưu đày biên cương rồi suỵt không luận chính sự qua 3 tháng rồi giống với thời gian lúc trước ừm tập nữa hả lại là ngươi tên cá đầu mập người dám lít ta ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, đúng, lão tử nhịn ngươi rất lâu mới đúng. Ôi trời, chẳng lẽ? Lại nữa hả? Lộ thiên trừng bà nội mày, nuôi cá cũng ngứa đòn như vậy. Lộ thiên trừng, ngươi cút ra đây cho ta. Chả trách không tìm thấy tung tích của tên này, lại trốn trong hồ làm cá sao, đó là, xuất hiện rồi. Ngư thiên cơ, ngươi tên thủ hạ bại tướng, thì ra là chui rúc ở hoa viên của ta làm cá con. Lão tử lần trước là sơ ý rồi, bây giờ lão tử đã hồi phục hoàn toàn, lại biết chiêu thức của ngươi, bảo người nghĩ xong nghi hiệu cho người trước đi. Biết chiêu thức của cô, hừ. Chiêu thức của cô là vô tận. Nữ hoàng đế, phong khoáng quá. Chẳng lẽ hoàng đế của thế giới huyền nguyên này đều có phong cách ngầu vậy sao? Ngư thiên cơ may phục trong hồ cá trong cung nổ bay cả cái hồ cá. Lăng văn hoàng đế lạc thiên trừng nghe tiếng mà đến. Phong hạ cá chỉ có thể nằm ở một bên, nhìn hai người giao thủ. Lạc thiên trừng, ngươi nói bừa cái gì? Trên đời này ai có thể có vô tận chiêu thức, thông qua lần giao thủ lúc trước, lão tử đã nhìn thấu ngươi rồi, ngươi chẳng qua là một thuật sĩ sử dụng lửa mà thôi. Lần này xung quanh chỉ có nước và đất sét mà thôi, là lão tử chiếm ưu thế hơn. Nếu có thể phản kích thì thử xem. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Chỉ biết dùng lửa, cô không phải là chú hề cung đình. Đừng xem thường cô. Ngươi chẳng lẽ không nên chuyện tin kỹ năng loại hỏa sao, tao còn có thể điều khiển đá thuần thục như vậy. Thầy, thầy huấn luyện, chiêu này ta, ta muốn học. Phong hạ sau khi rời khỏi nước không thể hô hấp gần chết. Không những đất đá, bao gồm cả phương pháp chiến đấu hệ nước ngươi tự cho là thuần thục. Cô cũng biết một chút, người gì có thể tinh thông nhiều công pháp nguyên tố như vậy? Chẳng, chẳng lẽ ngươi chính là thánh linh thể cái gì cũng có thể học trong truyền thuyết? Nếu tộc người có thánh linh thể, yêu tộc muôn đời cũng không thể vực dậy, lão tử phải giết ngươi ở đây. Ăn chiêu này của ta, sức pháo đạn có thể san bằng mọi thứ trong mười dặm. Dừng lại cho cô. Cô ta vậy mà nhẹ nhàng đâm xuyên đầu hắn. Xin đừng gây ra động tĩnh quá lớn trong cung của cô không thôi thợ sẽ vì tu sửa mà rất giàu đó nhưng mà chi phí chỗ này không tệ cô nhận rồi yêu thú đó còn chưa ra tay đã đã bị giết rồi phong hạ bị ngư thiên cơ nổ lên bờ sau khi chứng kiến chiến đấu của hoàng đế đời cá cũng dần đi đến trung điểm yêu thú đã bị cô giết rồi phái người đến dọn dẹp đi vâng ta cũng không chịu nổi rồi nhìn không rõ đồ rồi cảm giác con cá này a à, kết thúc rồi phong hạ sau khi tỉnh dậy liền thở dốc thật mạnh rõ ràng là nằm mơ cảm giác ngộp thở này vẫn là rất thật tiểu giao long ngươi cũng tỉnh rồi sắc mặt ngươi kém quá nhỉ tiểu hồ ly đây là ta vừa mơ hai giấc mơ biến thành chim bây giờ cơ thể bản năng tưởng tay là cánh cùng với trong mơ của thềm trời không ngừng mơ giấc mơ sâu hơn hiệu quả tu hành sẽ tốt hơn mà xúc cảm giấc mơ mang đến cho người cũng sẽ sâu hơn ta đoán ngươi có phải biến thành cá hay gì rồi không sao cô biết ngoa a à, đùi của ta tại sao đùi của ta chỉ có thể duy trì tư thế này trong mơ ở thời gian thì sẽ ngộ nhận đó là thật thể cơ thể của ngươi bất giác làm động tác của cá đừng nhìn chằm chằm ta như vậy động tác này rất nhục nhã lắm à phong hạ và bạch hiểu sau khi vui đùa và nghỉ ngơi cơ thể cuối cùng cũng hồi phục nguyên trạng họ mang theo sự kỳ vọng khác nhau đối với thềm trời lại lần nữa vào trong giấc mơ tiếp tục màn mới thôi đây là tay của người tốt quá rồi châu mục thứ ba ta cuối cùng cũng có thể làm người rồi người mới đến, đừng ở đó lười biếng, tuần tra cho tốt, vâng vâng, châu mục ba, thân phận của ta là một lính mối duy trì trật tự an toàn trong cung. Sau khi biến thành người, công pháp của ta có thể dùng rồi, nhưng trong cung này cá rồng lẫn lộn, mình vẫn là khiêm tốn chút trước đi. Lính mới căn bản không gặp được hoàng đế đó nhỉ, cùng là thánh linh thể trong miệng người khác, mình còn muốn thỉnh giáo thỉnh giáo công pháp với cô ấy. Tiểu hoàng tử, người chạy chậm một chút à. Ha ha ha, các người đến đuổi theo hoàng tử ta à phong hạ lúc này cũng vừa đi ngang qua ai joe ngươi tên này lại dám đụng hoàng tử ta sao hả không có mắt à rõ ràng là ngươi đụng ta sao ngươi còn đỗ thừa trước chúng ta có phải gặp qua ở đâu đấy rồi không hư bổn hoàng tử không quen ngươi ngươi bớt giả vờ gần gũi với bổn hoàng tử mời hoàng tử về với chúng ta đi đợi lát nữa là thầy dạy học đến rồi bỏ bổn hoàng tử ra bổn hoàng tử không muốn đọc sách đều trách ngươi a à? hại hoàng tử ta bị bắt lại rồi à lại là cung nữ này vừa phải nuôi hoa lại phải nuôi cá còn phải dẫn trẻ, thật là thân nhiều chức trách. Nhưng mà tiểu quỷ lúc nãy, không chỉ là vẻ bề ngoài, nói chuyện khẩu khí cũng rất quen thuộc. Ngô, cảm giác khiến người ghét này, chẳng lẽ là con của thân thích nhà nào trong thế giới thật. Bỏ đi, bây giờ không phải lúc suy nghĩ cái này. Mình hai lần trước game over đều có liên quan đến con cá đầu mập đó, vì cho mục này có thể lãng phí nhiều thời gian một chút, mình phải đem con cá đầu mập này giải quyết trước đã. Hồ cá trong cung, đêm khuya yên tĩnh. Dựa vào kinh nghiệm hai lần trước con cả cảnh đó bị hoàng đế lộ thiên chừng đánh bị thương rồi, mai phục mãi trong hồ cá hơn 3 tháng. Thương thế của nó bây giờ chắc là còn chưa hồi phục. Tên này phong thần thức đang tu dưỡng, bây giờ hoàn toàn không thăm dò ra hơi thở. Trong hồ cá này nhiều cá như vậy, mình làm sao dựa vào con mắt tìm thấy con cá đầu mập đó à? Bắt được rồi, ý, không phải à? Con này thì sao, cũng không đúng. Vẫn là không đúng, cái này phải vớt đến năm nào tháng nào. dáng vẻ lề mề thật khiến người ta nhìn không nổi nữa. Để ta giúp ngươi đi sao trong hồ cá cá gì cũng có vậy à? ôi trời, nữa hả? xảy xảy ra chuyện gì rồi? rõ ràng còn chưa đến thời gian con cá đầu mập đó biến lớn à? bên phía hồ cá phát ra tiếng lớn quá, mau đi xem xem. ôi trời, nổ rụng người đến rồi. cục diện cá đầy trời này bảo ta làm sao dọn dẹp à? không lo được nhiều như vậy nữa, con nít mới đưa ra lựa chọn. ta toàn bộ đều muốn. chuồn mau chuồn mau. kẻ trộm gan to dám tự ý xông vào hoàng cung, còn không mau đứng lại bắt lấy hắn đừng để hắn oa à, mau đi thông báo phía trên trong cung xuất hiện đại yêu quái bàn tròn a số 1, chút rắc rối này đều không giải quyết được vậy thì không được nha khu rừng trong cung phù chạy đến nơi này chắc là không có vệ binh đuổi đến rồi chứ để mở ra xem thử ơ ừ, một đống lớn như vậy tìm cũng phải mất chút thời gian a à. nhưng mục đích của mình là giết con cá đầu mập là được rồi vậy thì đem toàn bộ chúng nó cùng xử lý đi thái dương thần hỏa làm một tiệc cá nướng đi tên khốn nào đến quấy giày lão tử tu dưỡng sinh khí tức chết ta rồi lão tử cắn nát ngươi không ngờ đến tên quái vật này thân bị trọng thương còn giữ năng lực biến thân sao nguyên ba m một hiện một m ba ha ha sao ngươi biến thành nhỏ như vậy tên không biết sống chết dám cười nhạo lão tử cười nhạo không có không có ta chỉ là từng thuật sự thật cười chỉ đơn thuần là không nhịn được đợi đã lúc nãy ngươi nói là biến nhỏ rồi ngươi biết dáng vẻ nguyên của lão tử lão từ lúc trước dùng diện mạo nguyên lộ diện chỉ có lộ thiên chừng nhìn qua ngươi một tiểu binh vô danh làm sao biết ngươi nói ai là tiểu binh bớt nói nhảm làm là được rồi đây là năng lực của tộc giao đông hải ngươi rốt rứt cục là người gì npc của mộng tri quốc này ngay cả năng lực của tộc giao đông hải cũng phán đoán ra được cũng thông minh đấy chứ ngươi giết ta hai lần rồi ngươi và ta đương nhiên là kẻ thủ ngươi là ai ta và ngươi quen sao đậu xanh nó